Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 đến với trò chơi vòng quay may mắn. Thế lệ, mỗi lượt chơi sẽ quay một vòng, kim chỉ tới số nào thì sẽ mở ô đó để trả lời. Ô nào đã được mở thì sẽ quay lại để chọn ô khác. Bắt đầu. Ô số 1. Câu hỏi thứ nhất, số 19.267.021.908 được viết. Các đáp án A, B, C, D. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Các bạn chọn đáp án nào? 19.267.021.908. 19.267.021.908. Đáp án đúng đó chính là đáp án A. Tiếp theo. Câu hỏi số 6. Câu 6, lũy thừa 10 mũ 9 có giá trị bằng A 100.000, B 1 triệu, C 10 tỷ, D 1 tỷ. Bắt đầu. Các bạn chọn đáp án nào? 10 mũ 9 thì các bạn ghi số 1 và đằng sau nó là 9 chữ số 0. Kết quả là 1 tỷ. Đó là đáp án D. Tiếp tục. Câu hỏi số 2. Tập hợp P các chữ số của số 3.536.725 là các đáp án A, B, C, D. Các bạn chọn đáp án nào? Đáp án A, chữ số 5 lặp lại 2 lần. Đáp án B, các chữ số đó là 3, 5, 6, 7, 2. Đúng chưa các bạn? Các chữ số được viết trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Như vậy câu B hoàn toàn chính xác. Câu C, các chữ số viết cách nhau bởi dấu phẩy. Như vậy chúng ta loại câu C. Tương tự, chúng ta loại câu D, các chữ số cách nhau bởi dấu phẩy và các chữ số lặp lại 2 lần. Các chữ số chỉ được viết 1 lần. Nếu các bạn chọn đáp án D, rất tiếc. Đáp án A, tiếc. Đáp án C cũng rất tiếc. Đáp án B là đáp án đúng. Tiếp tục. Câu hỏi số 2 đã được chọn. Câu hỏi số 5. Số liền trước và số liền sau của số 2021 lần lượt là A 2021-2022, B 2020-2022, D 2022-2021, C 2020-2019. Các bạn chọn đáp án nào? Số liền trước là số kém số đó một đơn vị và số liền sau là số hơn số đó một đơn vị. Như vậy số liền trước của số 2021 là số 2020. Và số liền sau của số 2021 đó là số 2022. Đáp án đúng là đáp án B. Tiếp tục. Câu hỏi số 8. Đâu không phải là tính chất của lũy thừa? Câu A, A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M nhân N. Câu B, A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Câu C, A mũ M tất cả mũ N bằng A mũ M nhân N. Câu D, A mũ M chia A mũ N bằng A mũ M trừ N. Các bạn chọn đáp án nào? Câu B là công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ. Câu D,
là công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ cho số mũ của lũy thừa chia. Câu C. Lũy thừa của lũy thừa chúng ta giữ nguyên cơ số và nhân số mũ. Như vậy câu A. Câu A là 1, đáp án sai. A mũ m nhân A mũ n, kết quả đúng là A mũ m cộng n, do đó tính chất này không phải là tính chất của lý thừa. Tiếp theo. Câu hỏi số 3. Trong các chữ số của số 10, 9854, giá trị của chữ số 8 so với giá trị của chữ số 4 là A. Gấp 200 lần, B. Gấp 2 lần, C. Gấp 20 lần, D. Bằng 1 nửa. Các bạn để ý, số 4 ở hàng đơn vị, số 5 ở hàng chục và số 8 ở hàng trăm. Như vậy, chữ số 8 có giá trị là 800, còn chữ số 4 có giá trị là 4. Các em lấy 800 chia 4, kết quả là bao nhiêu? Kết quả là 200. Như vậy, gấp 200 lần. Tiếp theo. Câu hỏi số 3, các bạn đã chọn. Câu hỏi số 8, các bạn đã chọn. Bây giờ rất là khó quay, còn 2 câu, chúng ta chọn luôn. Câu 4. Tập hợp P bằng X thuộc N sao cho X bé hơn hoặc bằng 6 được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là các đáp án A, B, C, D. Các bạn chọn đáp án nào? X thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho X bé hơn hoặc bằng 6 thì chúng ta tính từ số nào nhỉ? Chúng ta tính từ số 0 và tính cả số 6, như vậy là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 7. Giá trị của biểu thức 28 trừ 23 là A 22, B 20, C 78, D 17.576. Các bạn chọn đáp án nào? 23 bằng 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8. 28 trừ 8, kết quả là 20. Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Như vậy chúng ta đã hoàn thành 8 câu hỏi của trò chơi vòng quay may mắn. Cô xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở các trò chơi sau.